Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 triển khai chậm, không đáp ứng tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội. Do đó, Thủ tướng yêu cầu ACV sớm lựa chọn được nhà thầu phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, gói thầu 5.10 thuộc dự án thành phần 3, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 triển khai chậm, không đáp ứng tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo quyết liệt Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV để sớm lựa chọn được nhà thầu phù hợp. 5.10 là gói thầu lớn nhất của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với quy mô hơn 35.200 tỷ đồng, bao gồm việc thiết kế bản vẽ và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị cho công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình có tính chất phức tạp, đòi hỏi tính chính xác, chất lượng, kỹ thuật cao và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này cũng rất quan trọng và cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kết luận về kết quả kiểm tra hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 của dự án thành phần 3 thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư. Theo kết luận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định ACV phải bảo đảm thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.1, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị ACV rà soát, điều chỉnh một số nội dung của hồ sơ mời thầu để bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch và ưu tiên các nhà thầu trong nước có năng lực, kinh nghiệm. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng. Sở đại diện cảng hàng không miền Nam đã được bố trí vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai theo đúng kế hoạch. Thì công tác bố trí vốn của các bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho các công trình còn lại đang còn chậm. Tuy nhiên, do đây là các công trình xây dựng dân dụng thông thường, không phức tạp, thời gian chuẩn bị dự án mất khoảng 6 đến 12 tháng, thời gian thi công chỉ khoảng 24 tháng, nên dù chậm, nhưng các chủ đầu tư dự kiến vẫn đảm bảo hoàn thành các công trình vào cuối năm 2025 để khai thác đồng bộ toàn bộ công trình. Cập nhật đến 16 giờ 22 phút, đại hội mới đủ điều kiện tiến hành. Tại buổi họp, ngoài nhà lãnh đạo của Xây dựng Hòa Bình lại có sự đối với dự án thành phần 2, cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự kiến. Đối với dự án thành phần 3, các công tác thi công, dàn nền, thiết kế các hạng mục còn lại, đấu thầu nhà ga hành khách đang chậm so với kế hoạch. Đặc biệt, việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách gặp nhiều khó khăn. Do đó, dự án thành phần này có khả năng không đáp ứng được tiến độ do Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Chủ tịch Centro, ông Nguyễn Khắc Đồng, Tổng giám đốc An Phong, dự kiến năm 2025, dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành sẽ hoàn thành. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần 3 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Có tổng trị giá hơn 35.200 tỷ đồng, gói thầu lớn nhất của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được mời thầu trọng tải quốc tế từ tháng 9. Theo tìm hiểu, gói thầu 5.10 có trị giá 35.200 tỷ đồng, thi công nhà ga hành khách xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, được mở thầu lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022 và đóng thầu sau đó 2 tháng. Thời điểm ACV tổ chức hội nghị tiền đấu thầu đã thu hút gần 10 nhà thầu đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có một nhà thầu liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả mời thầu không khả quan, ACV buộc phải hủy kết quả và mở thầu lần 2 vào tháng 3 năm 2023. Việc này đã dẫn tới tiến độ của toàn dự án sân bay Long Thành bị ảnh hưởng. Nhằm thu hút thêm nhà thầu tham dự tại đại hội cổ đông 2023 của ACV, ông Vũ Thế Việt, tổng giám đốc ACV cho biết dự án thành phần 3 của cảng. Sau khi tiến hành hủy thầu lần thứ nhất, ACV đã làm việc với đơn vị tư vấn, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và điều chỉnh một số nội dung dự án. Thay đổi đáng chú ý là thời gian thi công nhà ga sân bay Long Thành được điều chỉnh tăng từ 33 tháng lên 39 tháng. Thời gian hoàn thành sân bay cũng bị lùi từ năm 2025 sang năm 2026. Hy vọng
trong quý 2 này sẽ giao được nhà thầu. Trong đợt này, theo thông tin từ ACB, có 3 nhà thầu tham gia, gồm một nhóm đến từ Trung Quốc, một nhóm đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và một nhóm đến từ nhà thầu trong nước, gồm có Contecon, Unicon, Delta, Central, An Phong, Hòa Bình và Thành An. Hiện ACB đang bắt tay vào quá trình chấm thầu, dự kiến thời gian chấm thầu mất ít nhất từ. Do đó, trong đợt mở thầu này, với sự xuất hiện của ba liên danh các nhà thầu là thông tin tích cực. Đặc biệt, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, những liên danh này đều là những nhà thầu lớn và uy tín. Trong khi đó, dự án thành phần 4 đến nay mới chỉ có 2 trên 11 lô đất hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cảng hàng không miền Nam. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định giá trị M3, tức là giá sàn để đấu thầu các dự án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai, còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy có thể thấy, dự án sân bay Long Thành hiện tại đã bị lùi lại so với tiến độ đề ra ban đầu. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của 3 sân bay đang được triển khai xây dựng là sân bay Phan Thiết, sân bay Sapa và sân bay Long Thành. Có thể nói việc chậm tiến độ và lùi thời gian hoàn thành là việc không có gì mới mẻ hay lạ lẫm ở Việt Nam. Nhưng chúng ta hãy cùng chúc cho những dự án này sẽ về đích sớm nhất có thể, để bộ mặt giao thông Việt Nam thêm hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý kịp thời giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, bố trí vốn và chỉ đạo triển khai hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tỉnh đáp ứng tiến độ yêu cầu. Với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, người đứng đầu chính phủ giao nhiệm vụ cho từng cơ quan trong từng dự án thành phần. Trong việc triển khai các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự án thành phần 1, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương bố trí nguồn vốn, giao chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dự án, tiến độ chi tiết phải tổng hợp gửi Bộ Giao thông Vận tải để theo dõi đôn đốc. Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, gọi tắt VATM, khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân và các hạng mục còn lại của công trình để lựa chọn nhà thầu thi công. Dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao chỉ đạo đánh giá năng lực triển khai dự án của ACV, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân trong tổ chức đấu thầu gói thầu. Đồng thời, các đơn vị này có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu để có phương án khả thi, hiệu quả nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự. Việc này, theo Thủ tướng, cần hoàn thành trong tháng 5 và báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tiến độ, chất lượng, phương thức công tác lựa chọn nhà thầu. Việc đẩy nhanh các thủ tục để khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành được Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, trong trường hợp không đủ năng lực, Thủ tướng chỉ đạo phải đánh giá kỹ lưỡng chính sách để có phương án xử lý phù hợp, dứt khoát không để tình trạng kéo dài, chậm tiến độ và chưa rõ hướng xử lý khả thi, hiệu quả như vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh cần thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo quy định. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án, trong đó có việc kéo dài thời gian thực hiện và nguyên nhân của việc này. Việc hướng dẫn, giám sát chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án sẽ được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.